Tuổi Đinh Tị 1977, cứ xây nhà năm 2022 sẽ được lộc trời cho, suốt đời giàu có, bình an. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, xây nhà là chuyện trọng đại của cả đời người. Ông bà ta vẫn thường có câu nói rằng, ăn cơ lập nghiệp. Vậy nên trong quá trình xây dựng nhà ở, có rất nhiều nguyên tắc quan trọng mà gia chủ cần tuyệt đối lưu ý. Để giữ gìn cho gia đạo được an yên, hạnh phúc, vạn sự hanh thông, thuận lợi, các bậc thầy phong thủy đã chia sẻ rằng, có những sai lầm đại kỵ khi xây nhà mới mà gia chủ tuyệt đối cần tránh xa. Nếu không muốn tự tay rước họa vào thân, sóng gió gian khổ trăm bề, có làm lụng vất vả mãi cũng chẳng đủ ăn. Chắc hẳn mệnh chủ tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 cũng đang rất nóng lòng tìm hiểu về vấn đề này. Xin mời quý vị hãy theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trong năm Nhâm Dần 2022, mệnh chủ tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 đã bước sang tuổi 46. Năm nay mệnh chủ tuổi Đinh Tị bị phạm Kim Lâu, một trong ba kim kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Đinh Tị muốn xây nhà, cần phải mượn tuổi khác để công việc tiến hành hanh thông, thuận lợi nhất. Trước khi vào phần phân tích chi tiết về từng hướng nhà có xây được hay không, ta cần phải xem những hướng nhà nào hợp tuổi với quý vị. Với những người tuổi Đinh Tị có cung mệnh là cung Khôn thuộc Tây Tứ Mệnh, có bốn hướng tốt là hướng Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí, bốn hướng xấu là hướng Đông Họa Hại, hướng Bắc Tuyệt Mệnh, hướng Nam Lục Sát, cuối cùng là Đông Nam Ngũ Quỷ. Nếu các mệnh chủ tuổi Đinh Tị đang ở trong những hướng Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc thì xin chúc mừng. Còn nếu rơi vào bốn hướng xấu như hướng Đông, hướng Bắc, hướng Nam, Đông Nam cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu đã được khai quang để hóa giải những vận xui liên tiếp ập đến với gia đình do ở hướng nhà này không hợp. Pháp khí gương bát quái tinh cầu đã được khai quang trì chú theo pháp của đạo gia nên vật phẩm sẽ phát huy công năng tốt nhất, hóa giải mọi điều xui xẻo đến với gia đình. Còn bây giờ là phần luận giải chi tiết từng hướng nhà trong năm 2022 Nhâm Dần. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao nhất bạch tài tinh đào đến. Sao nhất bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thực thủy, màu trắng, mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó ăn được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất bạch lại là quan tinh, nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài lại có thủy phóng quang, khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập, trộm cướp. Nhất bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy sẽ bị bệnh về máu, nghiện ngập, chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy mai hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị này, quý gia chủ cũng nên đặt một tháp văn xương để kích vận trong phòng khách, nghênh sao nhất bạch, giúp con đường quan vận học hành của những người trong gia đình hành thông may mắn. Hơn nữa với những mệnh chủ Đinh Tị ở hướng Bắc thì không hợp hướng rơi vào cung Tuyệt Mệnh nên rất xấu. Hướng Tuyệt Mệnh là một phương vị hung tinh trong phong thủy bát trạch, hướng về phía âm khí. Đặc biệt trong phong thủy cho thấy, nhà nhiều âm khí sẽ gây ra bệnh tật, ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp cũng như các mối quan hệ của thành viên trong gia đình. Với những mệnh chủ tuổi Đinh Tị hiện đang ở nhà hướng Bắc, mệnh chủ nên treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu kèm theo một sâu tiền mai hoa phú quý để hóa giải hướng nhà Tuyệt Mệnh, giúp gia chủ tuổi Đinh Tị được may mắn, bình an trong ngôi nhà của mình. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm 3 sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tỳ hướng Ngọ bị phạm tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư, tam sát được giải thích chia làm 3 dạng: tuyệt là kiếp sát, tai là thai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai, dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung, kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ.
Vậy nên những nhà hướng nam năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Như quý vị đã biết, hướng nam là hướng xấu đối với những mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ vi phạm vào cung lục sát. Khi ở nhà hướng nam, mệnh chủ sẽ bị nhiều chuyện không hay xảy đến. Phái Bát Trạch Phong Thủy quan niệm rằng lục sát là sự kết hợp giữa phương vị của gia chủ và quái mệnh mà không phù hợp, tạo ra những điều kém may mắn. Vậy nên mệnh chủ cần treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Tiếp theo là hướng đông. Hướng đông gồm 3 sơn giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão phạm vào Mậu Kỷ đối thiên sát. Mậu Kỷ đối thiên sát là một trong năm sát tinh lớn của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí rất mạnh, ảnh hưởng đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng, liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với những mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ, hướng đông sẽ là một trong 4 hướng xấu cho mệnh chủ. Vì cung khôn ở hướng đông sẽ rơi vào cung họa hại. Họa hại có ý nghĩa là một hướng, một cung, một sao xấu trong phong thủy. Xét theo ngũ hành, họa hại thuộc hành thổ, còn có tên gọi khác là sao lộc tồn. Nếu gia chủ xây nhà theo hướng họa hại, ảnh hưởng trực tiếp đến tiền tài, vật chất, các mối quan hệ của cả gia đình. Mệnh chủ sẽ không có khả năng tích lũy tiền của, thường xuyên bị hao tổn tiền bạc, làm được mà không giữ được, thường bị tiểu nhân quấy phá, dính vào những vụ kiện tụng, tranh chấp, mâu thuẫn. Làm được mà không giữ được, thường bị tiểu nhân quấy phá, dính vào những vụ kiện tụng, tranh chấp, mâu thuẫn không đáng có, bị tiểu nhân ảnh hưởng đến việc làm ăn. Vậy nên mệnh chủ cần hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu đã được khai quang trì chú để hóa giải hướng nhà bị rơi vào cung họa hại, giúp mệnh chủ Đinh Tỵ được may mắn, bình an, thâu thu tài lộc. Thứ tư, hướng đông nam. Hướng đông nam gồm 3 sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa hợi hướng Tỵ bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa càn hướng Tốn, tọa tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hành thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để có thể được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn, bình an nhất cho mình. Hơn nữa, như mệnh chủ Đinh Tỵ mà ở nhà hướng đông nam cũng không phải là hướng tốt, nó rơi vào hướng ngũ quỷ, một trong những hướng cực xấu cho gia chủ Đinh Tỵ khi ở trong nhà. Bởi ngũ quỷ theo chiết tự có nghĩa là 5 con quỷ, gây ra sự bất lợi cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình thông qua yếu tố khác nhau. Chính vì vậy, quý vị cũng cần treo trước cửa chính một chiếc gương bát quái tinh cầu để hóa giải hướng ngũ quỷ, giúp gia chủ ở trong nhà được may mắn, bình an. Thứ năm là hướng Tây. Hướng Tây gồm 3 sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 nhâm dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đình tài đều vượng. Nếu suy trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận, bị giam cầm, gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sát. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba, thì nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích, nên khi quý vị xây dựng nhà cửa, cần hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây, cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. May mắn là hướng Tây là hướng tốt đối với gia chủ Đinh Tỵ, là hướng Thiên Y. Thiên Y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh, mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Vậy nên để tăng cường sức khỏe cho gia chủ, hóa giải những xung sát, cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. 6. Hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, có sao lục bạch tài tinh đào đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc, chết trong binh đao. Người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch cặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt.
nếu suy quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan, hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Những gia chủ tuổi Đinh Tỵ mà ở hướng này được diên niên hay phúc đức, tượng là sao vũ khúc thuộc hành kim, là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức, hơn nữa lại ở nhà Tây Trạch thì hợp làm gia đình thì vượng, bản thân là kim, thuộc gắm hành kim. Làm cho nhà thịnh vượng lên vì bản thân nó là kim, lại gặp hành kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Thứ bảy là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm 3 sơn sửu, cấn dần 22.5-67.5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng dần bị phạm thái tuế, mậu kỷ, đô thiên. Những nhà tọa mùi hướng sửu bị phạm tam sát. Đây là 3 đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải, hoàn toàn miễn phí. Những mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ mà ở hướng này được sinh khí. Sinh khí là sao Tham Lăng Tinh, ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí mà ở hướng Đông Tứ Trạch thì được hợp trạch vì thuộc tính ngũ hành của nó tương sinh với các hướng đó, giúp nhà cửa gia chủ thịnh vượng. Vậy nên để kích hoạt vượng khí của ngôi nhà hướng Đông Bắc, các thầy phong thủy khuyên mệnh chủ nên treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào, một pháp khí phong thủy chiêu tài, mai hoa phú quý, tăng cường vận khí của những nhà hướng Đông Bắc và kích hoạt tài lộc cho gia chủ. Cuối cùng là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn, mùi, khôn, thân từ 202.5-247.5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa dần hướng thân bị phạm vào tuế phá, những nhà tọa sửu hướng mùi bị phạm vào tam sát, đây là 2 sát tinh lớn hóa giải rất khó. Vậy nên việc xây mới hoàn toàn không nên, còn những nhà tọa cần hướng khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022. Với những gia chủ tuổi Đinh Tỵ đang ở nhà hướng Tây Nam, đây là nhà hợp hướng với mệnh chủ vì ở hướng này được phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, là cát tinh, có tác dụng tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh, mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, gặp hung tinh mọi sự sa sút. Vậy nên mệnh chủ cần treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu gỗ đào, một pháp khí phong thủy chiêu tài, mai hoa phú quý để tăng cường vận khí của ngôi nhà. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà, cách hóa giải phù hợp với gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 năm Nhâm Dần 2022. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có thêm được những thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.